cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Nga Nguyễn, Ngọc Khánh và Thanh Hoài là ba thí sinh có số lượng giảm cân thấp nhất so với các thí sinh còn lại trong tuần lễ này. Như vậy thì ai sẽ biểu diễn tiếp theo ngay sau đây? Và đó là Nga Nguyễn, thưa quý vị. Mình biết là thử thách của tuần này chính là kickboxing và Muay Thái thì rất là sung sướng và hồi hộp. Trước đây thì tay của Nga khá là yếu, gần như là tay chỉ dùng để vẽ thôi. Và hôm nay là được tập boxing mà dùng tay rất là nhiều, thì bắt đầu từ sống cổ cho đến hết ngón tay giữa nó chạy xuống, mỏi nhừ. Những cái bài tập bình thường thì cái cường độ nó không thể lớn bằng cái kickboxing và Muay Thái được. Hàng ngày mình vẫn luôn ép bản thân là phải hết mình, phải hết sức. Khi nào mà hai chân không đứng được nữa thì mình mới dừng lại. Thật sự thì cái buổi kickboxing và Muay Thái là một trong những trải nghiệm nhớ mãi trong cuộc đời này. Cơ thể của Nga thì cái tay của Nga khá là yếu, nên là có những cái động tác mà bê vác mình rất là ngại, khi mà sợ làm cho Hải bị ngã mà mình không giữ được. Mình nghĩ rằng là mình sẽ phải cố gắng hơn nữa. Cái câu chuyện trong cái bài nhảy này kể về hai thằng ăn trộm mà đi đột nhập vào một tư gia, mình mập quá mình không có thoát ra được, tên trộm béo đã bị nhốt lại. Cái bài nhảy của Nga vẫn muốn truyền tải đến cho tất cả mọi người là sức mạnh của công lý sẽ luôn luôn là cái thứ định hướng tốt nhất cho tất cả mọi giá trị của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy soạn tin nhắn để bình chọn cho tiết mục này. Cú pháp là BN khoảng cách 10 và gửi về tổng đài 8369 quý vị nhé. Và tôi thấy anh John hình như có vẻ không ổn cho tiết mục này lắm thì phải. Nó rất là vui và nó hay nếu mình đang diễn cho trẻ con. Tuần này là hip hop nè. Trong cái bài này anh thấy có khoảng 10% cái bài này là hip hop. Anh hụt hẫng về cái bài này, anh mong muốn nhiều hơn. Có nghĩa là John thích xem nhảy nhiều hơn. Nhảy nhiều hơn là diễn. Thì anh biết em nhảy được. Đó, anh thấy hơi bị uổng. Thế còn Lý Nhã Kỳ thì sao? Thật là chị cũng không thích cái bài này lắm. Trời, em kỳ quá. Chị bóp cổ lại đi. Thật sự rằng là ở góc độ là người xem đi nữa thì em chưa chuyển tải được đúng cái nội dung câu chuyện mà em muốn nói. Giống như em ở đây là bắt cướp này nọ thì chị cứ nhìn tưởng như là hai chị em chơi với nhau, đùa giỡn này nọ. Chị hy vọng tập sau. Cảm ơn Nhã Kỳ đã luôn nói sự thật và cũng như là trung thành với cái cảm xúc của mình. Anh Đam thì sao ạ? Cái ý tưởng của các bạn á, thật sự nó chưa được kể đúng cách 100%. Ví dụ như Nga, em cười quá nhiều. Cái nhân vật của em không cần không cười. Thứ hai là Nga có hai điểm bị lúng túng. Phải chờ mình rút kinh nghiệm để mình làm bài sau tốt hơn nữa nha. Rồi, cảm ơn hai em. Vâng, xin cảm ơn những lời nhận xét chân thành và chi tiết của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Mời John cho điểm. 5. Mời Lý Nhã Kỳ.
6. Mời anh Đàm Vĩnh Hưng. 6. Điểm trung bình đến từ giám khảo là 5,7. Mời bạn tiến về bàn cân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể bình chọn cho tiết mục này BN khoảng cách 10 và gửi về tổng đài 8369. Cân nặng ban đầu của bạn là 84kg. Tuần này nó trở thành 81,4kg. Và bạn xuống được 2,6kg, tương đương với 3.1%. Và tổng điểm bạn nhận được là 8,8 điểm. Đây là số điểm thấp nhất cho đến thời điểm hiện tại. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.